Rồi. Nên mình sẽ học về phương pháp chẩn đoán và điều trị theo học cổ truyền ha. Rồi mấy bạn thấy được màn hình hết chưa? Dạ thấy rõ không? Rồi. Rồi chào cả lớp ha. Nên mình sẽ phần chẩn đoán như học cổ truyền. Mình sẽ có chẩn đoán và điều trị học cổ truyền ha. Thì chẩn đoán cũng giống như là học hiện đại thì cũng chúng ta cũng sẽ có nhìn sờ gõ nghe. Nhưng mà đối với học cổ truyền thì người ta sẽ gọi là tứ chẩn, là bốn phương pháp để chẩn đoán gồm có vọng, văn, vấn, thiết. Rồi và sau khi họ chẩn đoán xong, họ sẽ gom lại thành những cái hội chứng bệnh lý, giống như mình cũng tóm tắt bệnh án thành triệu chứng, hội chứng gì đó. Thì mình sẽ có hội chứng, mình sẽ có 8 cái hội chứng chính thì được gọi là bát cương, là 8 cái cương lĩnh ha, gồm có biểu, lý, hàn, nhiệt, hư, thực và âm dương. Rồi trong đó sau khi mà mình chẩn đoán xong cái bát cương này thì chúng ta sẽ qua cái pháp trị thì gọi là bát pháp. Thì pháp trị gồm có là 8 cái phương pháp điều trị, gồm có hãn, thổ, hạ, hòa, ôn, thanh, tiêu, bổ. Thì hãn là gì? Hãn là mình làm cho xuất mồ hôi ra, thổ là làm cho ói ra, hạ thì mình làm cho đi tiêu ra, hòa làm cho điều hòa, ôn là dùng để làm ôn ấm lên, thanh là làm thanh nhiệt làm cho mát, tiêu là làm cho biến mất, và bổ hay là nuôi dưỡng để phát triển lên. Rồi bây giờ mình sẽ đi sâu vào cái tứ chẩn trước. Thì tứ chẩn đầu tiên của chúng ta sẽ giống như là nhìn ở bên y học hiện đại là có vọng chẩn ha. Thì ngoài cái vọng chẩn này mình nhìn ra thì mình sẽ coi thêm cái lưỡi nữa, thì cái này là cái điểm đặc biệt của y học cổ truyền. Thì xem lưỡi được gọi là thiệt chẩn trong y học cổ truyền. Thì cái nhìn của mình là nhìn mình nhìn cái gì, thì ngoài việc là nhìn cái hình dáng rồi này nọ thì cái y học cổ truyền quan quan trọng cái màu sắc. Màu sắc ở đây là màu sắc về tinh thần, vẻ mặt, sắc mặt và cái hình thái. Có nghĩa là chúng ta nhìn xem coi cái người đó cái thần thái như thế nào, và cái thần thái đó, cái sắc của mặt đó, nó theo cái hướng nào, ví dụ là theo sắc sắc của âm hay là của dương, tức là nó sẽ sắc là nó đỏ hay là nó sắc là sắc xanh tái nhợt. Rồi sau khi mình xem những cái đó đó, mình sẽ xem tới lưỡi. Thì cái lưỡi của mình sẽ quan tâm cái gì? Mình có hai cái vấn đề cần quan tâm. Chúng ta thấy là một là chất lưỡi. Chất lưỡi là gì? Là cái cơ mà tạo nên cái lưỡi. Rồi, nó sẽ gồm những cái tính chất mình cần quan tâm là màu sắc ha. Thì nó vì nó là cái cơ, chính xác là cơ vân, thì chúng ta sẽ có biên độ của màu của cái cục thịt đó, cái cơ đó, nó sẽ biên độ từ hồng đậm đỏ cho tới đỏ thẫm thôi, chứ nó không có cái màu gì nó khác cái tông màu đó hết ha. Mấy bạn đừng có mô tả là cái lưỡi màu vàng, màu xanh lá cây gì đó ha, không có. Rồi về hình dạng thì nó sẽ có, như mình sẽ có một dạng là ốm, mập hoặc là bình thường. Rồi cử động là sẽ quan sát coi nó cử động có linh hoạt hay không, nó đưa lên đưa xuống được hay không.
sao khí chất lưỡi thì người ta quan tâm tới rêu lưỡi. Rêu lưỡi là gì? Là cái được tạo thành bởi cái vị giác của chúng ta, cái gọi là vị khí của chúng ta đối với thức ăn, và nó sẽ bám lên trên mặt lưỡi. Thì giống như chúng ta nói là rêu trên đá chẳng hạn nè, hay là rêu trên bún bún riêu chẳng hạn, nói chung là một cái gì đó nằm trên phía trên mặt của vật thể, và nó sẽ có màu sắc nhiều màu hơn là của cái chất lưỡi ha. Thì nó sẽ có từ cái màu có màu vàng nè, có màu có thể là có màu màu đen, và ngoài ra nó có thể có màu ví dụ như màu cái tông của nó sẽ có thể là nó sẽ tông màu trắng, nhưng nó không có những cái màu ví dụ như xanh lá cây màu đỏ này nọ là mình không có ha. Và tính chất của nó chúng ta quan tâm là màu nó màu gì, rồi sau đó là dày hay là mỏng, khi nào gọi là chất lưỡi dày, ô rêu lưỡi dày. Rêu lưỡi dày khi không nhìn thấy được chất lưỡi bên dưới, rồi rêu lưỡi mỏng là nhìn được thấy chất lưỡi bên dưới. Sau đó người ta quan tâm đến tính chất nhuận của nó, là tính chất ướt của nó. Nếu một cái lưỡi bình thường á, tại sao giờ mình dùng từ nhuận, là nó có ướt nhưng nó lại không có quá ướt, tức là nó không có bị giống như là nó gọi là bị đàm nhớt đó. Còn nếu nó với một cái chất lưỡi mà khô thì mấy bạn sẽ thấy rằng là nó sẽ có vết nước, nó khô, nó nhìn nhìn vô là nó thấy cũng cảm giác nó sần sùi đó. Thì chút nữa chúng ta sẽ có những cái hình ha. Rồi giới thiệu với mấy bạn có thấy hình không? Rêu lưỡi, mình sẽ có cái rêu lưỡi 146 nè, phục test cho mấy bạn coi. Đây được gọi là rêu lưỡi mỏng, rồi là nó vẫn thấy được chất lưỡi bên dưới ha. Rồi mấy bạn sẽ thấy cái chấm 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 ở đây nữa nè. Thì đây có thể là mình có hơi nhầm lẫn với những cái khác, nhưng mà thật ra chính xác cái này là gai lưỡi. Và khi những người mà có cái gai lưỡi này nè, thì những người này sẽ có cái tính chất đặc trưng của cái cơ thể là đang bị nhiệt. Rồi bây giờ mình sẽ qua hình kế bên. Đây là rêu lưỡi dày. À, nãy mình nói định nghĩa dày là không thấy được chất lưỡi bên dưới ha. Và màu sắc của cái lưỡi này, màu sắc của cái lưỡi này mình thấy nè, là nó sẽ có cái ở dưới nó là màu hơi đậm ha, đỏ đậm, và rêu này đang là rêu màu trắng dày. Rồi đây là hình hai cái vấn đề dày mỏng của rêu ha. Mình qua hình tiếp theo, mình có rêu đây, nhưng màu này là màu trắng rồi thì mình không nói ha, dày mà trắng nữa ha, 149. Tiếp theo mình sẽ qua rêu, đây là rêu màu vàng. Các bạn sẽ thấy màu vàng nó sẽ đặc trưng cho những cái vấn đề về nhiệt. Và các bạn sẽ thấy chỗ này nè, mình này gọi là khô nè mấy bạn, mình sẽ không thấy được cái bóng của cái nước ở đây ha, có nghĩa là cái vấn đề về tân dịch của người này cũng gặp vấn đề. Rồi đầu lưỡi thì mình thấy cũng có hơi ướt ha, có vết nứt. Rồi bên này, đây là một cái rêu màu xám hay là đen ha, các bạn thấy ấn tượng không? Thì cái lưỡi của cái người mà có rêu đen này nè, tức là người này đang trong cái giai đoạn là gọi là nguy kịch, bệnh tình người ta trở nặng rồi thì người ta mới có cái rêu đen này, chứ không phải là bình thường là sẽ có rêu đen ha. Và khi mà mình khám lưỡi mình phải loại trừ cái yếu tố thức ăn, màu sắc của thức ăn, và mình phải cho bệnh nhân, nếu được là mình cho bệnh nhân cạo lưỡi xong rồi sau đó khoảng nửa tiếng 1 tiếng sau mình mới xem lưỡi thì nó mới là chính xác. Nhiều khi nó bị ảnh hưởng bởi thức ăn, ví dụ mình cho bệnh nhân uống sting dâu chẳng hạn, vô các bạn thấy là cái lưỡi nó màu đỏ thì nó sẽ không có cái gọi là hội chứng đặc trưng để mà mình có thể chẩn đoán được. Và đối với học cổ truyền á, thì việc vọng chẩn rất là quan trọng, nó chiếm được 70% cái khả năng chẩn đoán lận. Thành ra cái việc nhìn á, mình phải nhìn cho nó chính xác và trực quan thì mình mới hỗ trợ chẩn đoán. Còn nếu mà mình bị đánh lừa á, mình có thể bị gọi là bị bối rối trong quá trình chẩn đoán. Và cái sau đó mình vấn chẳng hạn, văn vấn gì đó thì mình chỉ hỗ trợ cho cái logic trong cái quá trình mình nhìn thôi, chứ thật ra cái nhìn nó rất là quan trọng. Sau đây là mình nói về chất lưỡi có hai màu ấy, mình thường gặp ha, là màu đỏ, là một cái chất lưỡi màu đỏ nè mấy bạn. Lưỡi đỏ thì mấy bạn thấy là nó là cái màu của nó là thiên về nóng đúng không, thì nó là một cái là liên quan tới gọi là nhiệt ha. Và mấy bạn sẽ thấy cái lưỡi đỏ này nó sẽ không có rêu luôn, thì rõ ràng là người này là bệnh tình này cũng là nhiệt, nhưng mà nhiệt ở bên trong và khá là nặng nề rồi. Rồi qua bên đây, lưỡi của người này lại là lưỡi màu sắc nhạt, cắn nhạt, và rõ ràng mình cũng ít thấy rêu ha.
Ngoài ra nếu mà mình để ý kỹ thì bệnh này á, cái lỗ này thứ nhất là hơi lệch nè, thứ hai là bệnh nhân có cái dấu răng hơi bầm ở đây nữa nè ha. Mỗi cái này nó đều có nghĩa bệnh lý hết, nhưng mà giờ mình cứ quan tâm là cái sắc sắc lưỡi đỏ của chất lưỡi là như thế nào, trắng nhạt là như thế nào. Rồi tiếp theo nè, nó có một cái vấn đề nữa là lưỡi tím tối. Các bạn sẽ thấy cái cục thịt, ví dụ như bây giờ mình mua cục thịt màu chì mình mới mua đi thì nó sẽ màu tím bầm như vậy đó. Rồi bây giờ nó người này sẽ là lưỡi tím tối, nhưng mà đặc biệt ở vùng hai vùng rìa lưỡi ha. Đây là màu sắc đặc trưng của việc khí huyết không được lưu thông. Rồi có nghĩa là nó có thể có tình trạng huyết ứ hoặc là khí trệ. Rồi bên này chúng ta khi bệnh nhân co cái cong cái lưỡi lên, co cái cuốn lưỡi thì mình ghi nhận được cái gì? Thứ nhất là tĩnh mạch dưới lưỡi. Tĩnh mạch dưới lưỡi bình thường á, là nó sẽ có hai cái đường chỉ máu ở nằm dưới lưỡi thôi, là bình thường nha. Nhưng đối với cái hình ảnh này chúng ta thấy là nó không những một mà nó còn nhiều, nó có những gọi là những bàn hệ, và nó còn có những cái chấm này nữa. Các bạn thấy những cái chấm này ha, con chuột của cô chỉ nè. Rồi những cái chấm này là gì? Nó là mình sẽ gọi nó là những điểm ứ huyết. Và khi những cái người bệnh nhân mà nó có những cái dấu chấm này ở mặt trên lưỡi hoặc là ở dưới lưỡi như như cái hình này thì mình đều có thể chẩn đoán được đó là những cái dấu chứng của huyết ứ nha. Mấy bạn sẽ ấn tượng từ này nha. Rồi huyết ứ. Rồi tiếp theo là hình thái. À, nãy mình có nói là mập, ốm, gầy gì đó. Bây giờ thế nào là một cái lưỡi mập? Thì cái lưỡi mập mà y học cổ truyền sẽ không gọi là lưỡi mập mà là lưỡi bệu. Bệu ở đây đang nói về cái tình trạng ngoài việc nó bự ra thì nó có vẻ như là nó nê, nó không có săn chắc. Bạn nhìn đi, giống như là bự nhưng mà nó lại không có thể gồng cơ lên được ha. Thì mình thấy nó nê, nó sưng sưng lên vậy đó. Rồi đây là một cái lưỡi hơi bệu nè, và mấy bạn sẽ thấy là nó có bắt đầu nó sẽ có những cái dấu răng. Tại vì sao? Khi cái lưỡi á, nó nê lên thì nó sẽ đè, nó bự ra, nó sẽ đè vào cái cung răng. Nhưng mà do cái vấn đề là nó không có săn chắc nên nó sẽ để lại dấu ấn răng lên trên cái lưỡi. Và cái người nào mà có lưỡi càng nê thì cái dấu ấn răng càng nhiều ha. Rồi, điều này nó chứng tỏ về cái khả năng về chức năng tỳ vị của bệnh nhân á, là nó bị ảnh hưởng. Và đây là một cái lưỡi gầy. Gầy là nó ốm dài mà nó thon, và thường thì nó sẽ gặp trong những tình trạng là âm hư, nội nhiệt. Rồi mấy bạn thấy cái này nó vừa gầy nè, vừa có vết nứt, và lại là có đoạn nó không có rêu nữa ha. Và cuối cùng là lưỡi có dấu răng. Đây, lưỡi có dấu răng. Rồi, khi mà cái lưỡi nó nê quá đi, nó không có săn chắc thì nó lại đè lên cái cung răng nhiều như vậy thì nó sẽ có dấu răng, và lâu ngày nó sẽ thành như, như bánh xếp luôn nha mấy bạn. Ở giữa hồi này cũng có nếp gấp luôn, rồi là những cái nếp vết tích. Rồi và mình thấy đặc biệt của những cái người mà lưỡi nê á, lưỡi lưỡi bệu á, sưng sưng á, thì nó lại thường kèm là cái tân dịch nó nhiều, thành ra cái độ ẩm nó cao, và có nghĩa là người này trong cái người này sẽ có rất là nhiều về đàm thấp. Rồi mình đã nhìn lưỡi qua rồi ha, bây giờ mình sẽ qua văn chẩn. Văn chẩn là gì? Văn chẩn là nghe và ngửi. Nghe thì chúng ta sẽ nghe âm thanh của người bệnh, bao gồm cả tiếng nói, tiếng ho ha. Và trong cái quá trình mà bệnh nhân nói thì mình quan tâm tới cái khí của bệnh nhân, tức là bệnh nhân có nói chuyện có bị hụt hơi hay không. Rồi, có những cái âm thanh lạ hay không? Âm thanh lạ ngoài chuyện ho thì bệnh nhân có thể là có gọi là cò cử gì nọ gì đó kèm theo hay không. Thì cái khí đãng là như thế nào? Khí đãng là hụt hơi, là giống như giờ mình sẽ tưởng tượng là mình sẽ đi lên cầu thang mà 3 tầng lầu xong rồi mình nói chuyện với nhau đi, mình sẽ thấy thế nào là hụt hơi ha, chuyện xong vậy đó, thì nó là một dạng của khí đãng ha. Rồi ngửi mùi vị thì mình sẽ ngửi cái gì? Mình sẽ ngửi được coi là cái người này có bệnh sản phẩm bệnh lý hay không, và sản phẩm mình hoặc là những cái mùi đặc trưng của cái người này hay không. Ngoài ra cái mùi, còn cái mùi của như cái vết thương này nọ đó thì mình cũng có phải trải nghiệm qua thì mình sẽ đánh giá. Rồi tiếp theo là vấn chẩn. Như đã nói là vấn chẩn đó, là cũng giống như việc hỏi bệnh trong y học hiện đại thôi, nhưng mà đối với học cổ truyền nó lại quan tâm tới những yếu tố như đặc biệt hơn. Ngoài cái việc là hoàn cảnh khởi phát rồi vị trí hướng lan thì vấn chẩn của y học cổ truyền quan tâm tới hàn nhiệt,
hàng nhiệt ở đây, và để khẳng định thêm, ví dụ như nhìn nhìn đi mình nhìn cái lưỡi nó có cái sắc trắng nhạt thì mình lo lắng là à, người này có thể thiên hướng hàn, thì mình sẽ hỏi thêm rằng cái triệu chứng hàn của người này, ví dụ anh chị có bị sợ lạnh hay không, có cảm thấy ớn lạnh hay không, hay là phải uống đồ ấm hay không, thì đó để gì, để củng cố cái quan sát của mình về cái việc hàn đó. Rồi về mồ hôi nữa, mồ hôi cũng rất là quan trọng đối với học cổ truyền, và họ quan tâm đến việc là xuất mồ hôi ra như thế nào. Thì mình sẽ có hai loại mồ hôi bệnh lý thường gặp là tự hạn và đạo hạn. Tự hạn là sao, là mình nói là tự đó, là tự ra mồ hôi mà không có kiểm soát. Rồi ví dụ mấy bạn mà có cái hay ra mồ hôi tay chân đó, thì mà ra mà không có kiểm soát được, ví dụ trời lạnh mấy bạn cũng ra, mà trời nóng nhiều khi cũng ra ha, nhiều khi lo lắng quá cũng ra, mà nhiều khi bình thường cũng ra. Rồi còn thêm cái gì nữa, là thêm rằng là cái đó nó không có do cái sự cái cố định của mấy bạn, và không ảnh hưởng bởi thứ tố thời tiết, thì được gọi là tự hạn. Và những người mà có mồ hôi tự hạn này thường là do các phần dương. Rồi tiếp theo là đạo hạn. Đạo hạn thường gặp ở những người bị tổn thương phần âm, hay đạo hạn còn gọi là ra mồ hôi trộm, và thường vào ban đêm. Ví dụ bệnh nhân sẽ mô tả với chúng ta cái triệu chứng là tôi tối tôi ngủ là tôi thời tiết cũng ok lắm, tôi có bật máy lạnh nữa, nhưng mà sáng nào tôi thức dậy tôi cũng bước đẫm mồ hôi sau lưng, hoặc là tôi ra rịn rịn mồ hôi ở trên trán. Thì người ta mô tả như vậy thì được gọi là đạo hạn nha, và mình sẽ ghi nhận cái đó, vì cái này nó rất là giá trị trong cái vấn đề chẩn đoán về dương hư hay âm hư. Vì sao, cái đó với học cổ truyền người ta quan tâm là dương á, phần dương của cơ thể sẽ thu liễm mồ hôi, tức là giữ cho cái mồ hôi á nó không xuất ra một cách gọi là khó kiểm soát, nó phải kiểm soát được bởi phần dương. Nhưng nếu mà vấn đề dương này nó có vấn đề thì nó sẽ không kiểm soát được mồ hôi này ha. Thì người ta sẽ ghi nhận những cái yếu tố này gọi là những dấu chứng bệnh lý, để người ta hợp vô có hội chứng này nó có phù hợp với cái những triệu chứng kia không. Rồi tiếp theo đau thì cũng sẽ họ bị trí tính chất, mức độ và thời gian đau. Rồi quan tâm tới cái gì nữa, ăn uống và khẩu vị. Rồi ăn uống khẩu vị thì ngoài việc ăn bao nhiêu chén một ngày, thì ăn có ngon miệng hay không, và ăn xong rồi có tiêu hóa tốt hay không thì rất là quan trọng. Và ăn ăn cái vị gọi là cái vị gì nó cũng quan trọng nữa, tại vì như mấy bạn học mấy bài lý luận cơ bản ban đầu á, thì mỗi cái loại vị giác nó sẽ quy về một tạng phủ kinh lạc khác nhau, và việc bệnh nhân nó ăn thái quá cái mùi vị đó thì bệnh nhân cũng có thể bị lâu ngày bị tổn thương về chức năng tạng phủ của cái quy kinh đó. Ví dụ mình nói là bệnh nhân đó ăn chua nhiều, thích ăn chua thì lâu ngày nó ảnh hưởng tới tạng can ha. Thì đó là cái lý luận của y học cổ truyền, và người ta quay ngược lại người ta tìm hiểu xem là ăn uống như thế nào nó có để ảnh hưởng tới cái gây bệnh này hay không. Rồi ăn quá no cũng bị, mà ăn quá ít cũng bị luôn. Sau đó người ta quan tâm tới ngủ. Ngủ ở đây không phải là bao nhiêu tiếng một đêm, mà là cái chất lượng giấc ngủ. Ví dụ hè cô chú ngủ được, nhưng mà cô chú bắt đầu ngủ được vào mấy giờ, thì người ta sẽ mô tả à, ví dụ như nếu như tôi ngủ mà bắt đầu tôi ngủ rất là trằn trọc, bác sĩ ơi khoảng 3 giờ sáng đó tôi mới ngủ được, nhưng mà tôi vẫn ngủ được nha, ngủ rất là sâu. Sau đó sáng khoảng 6-7 giờ đó tôi thức, nhưng mà tôi cũng không thấy mệt, nhưng mà tôi cảm thấy rất khó chịu vì cái đầu hôm á tôi phải trằn trọc tôi mới vô giấc. Thì đối với y học cổ truyền thì họ quan tâm như vậy, vì cái giờ mà cái đường kinh nó gọi là cái khí huyết nó mạnh nhất, thì ví dụ như đường kinh can đi thì nó sẽ vào giấc 3 giờ khuya, thì cái người mà có rối loạn giấc ngủ kiểu đó thì người ta quy về cái chức năng của can. Rồi ví dụ ngủ mà mất ngủ kiểu cú tâm thì nó lại khác, nó lại bác sĩ ơi tôi ngủ nhưng mà tôi rất là mơ màng, tôi ngủ nhưng không có sâu, và nghe thấy giống như là mọi người nghe được tiếng động xung quanh luôn, thành ra là tôi ngủ mà mơ mơ màng màng là tôi không có ngủ ngon đó. Thì cái kiểu đó là của tâm. Thì những cái tính chất đặc trưng của giấc ngủ nó rất là quan trọng theo quan điểm y học cổ truyền nha mấy bạn. Và đại tiểu tiện thì ngoài số lần tính chất đi, thì người ta quan tâm đến việc tiểu đêm, và tiểu đêm như thế nào là có giá trị là phải 3 lần một đêm nha. Và ngoài ra thì người ta thấy hỏi liên quan tới giấc ngủ hay không, tức là nó có diện gì nè, ngủ không được rồi mới đi tiểu, hoặc là do tiểu đêm nên không ngủ được, nó có liên quan với nhau.
Tại vì trường hợp ngủ không được lại là do của tâm. Ví dụ do cái mất ngủ đó thì mình đi điều trị cái mất ngủ đó thì người ta lại không ảnh bị tiểu đêm nữa. Nhưng ngược lại, người này lại bị tiểu đêm nhiều, sau đó người này làm cho người này lại khó ngủ. Đó là cái chuyện khác nhau ha. Và mình hỏi cho kỹ để mình điều trị cái gốc của cái vấn đề. Rồi, và cuối cùng là kinh nguyệt. Vì quan điểm của học cổ truyền, kinh nguyệt nó sẽ liên quan tới can, tức là cái lượng khí huyết nó có đủ hay không, chu kỳ nó có đủ hay không là do can khí ha mấy bạn. Thì thành ra là mình sẽ hỏi kỹ vấn đề này. Rồi, vấn chẩn mình sẽ qua huyết chẩn. Huyết chẩn là gì? Huyết chẩn á, nó cũng giống như là sờ trong y học hiện đại, nhưng nó không chỉ đơn giản là sờ nữa mà nó còn có thêm một cái phạm trù nữa là xem mạch. Mấy bạn biết rồi, hồi xưa cái việc xem mạch rất là quan trọng cho việc chẩn đoán ha. Như kể là ví dụ như Tôn Ngộ Không thì chỉ cần dùng ba cái sợi tơ nhện nữa có thể là chẩn đoán được bệnh của Đức Vua rồi. Bây giờ chúng ta coi sờ nắng, mà chúng ta sẽ sờ nắng cái gì? Thì ở đây không có sờ bụng, sờ rung miêu hay gì hết, mà chúng ta sẽ quan tâm tới vấn đề là cái chỗ đó đó mình sờ vô nó thiện án hay nó cự án. Thiện án ở đây có nghĩa là nó dễ chịu khi mà mình sờ vô, người ta cảm thấy thoải mái ha, và không thích soi ấn khi mình sờ vô mà người ta cự mình là cự án nha, giống như là người ta đau người ta đẩy cái tay mình ra thì nó thuộc về cự án, tức là không thích soi ấn. Thì thiện án thì nó sẽ liên quan tới cái tính là cái bệnh này là bệnh ư chứng, tức là bệnh lâu ngày rồi. Còn cự án thì nó sẽ liên quan tới thực chứng, tức là bệnh mới mắc, và cái phản ứng của nó là phản ứng dữ dội. Rồi xem mạch thì xem mạch chúng ta có ba cái vấn đề cần quan tâm là vị trí nông sâu. Khi mà nông thì chúng ta có mạch phù, và sâu thì chúng ta có mạch trầm. Rồi quan tâm tới gì nữa? Tốc độ của mạch thì nó sẽ có trì sát. Rồi mạch trì là mạch chậm, mạch sát là mạch nhanh. Rồi tiếp theo nữa chúng ta sẽ quan tâm tới gì? Cường độ của nó là hữu lực và vô lực. Hữu lực là sao? Là có lực, tức là khi chúng ta ấn đè vào thì chúng ta sẽ cảm thấy là cái phản lực nó lên cái đầu ngón tay của chúng ta. Còn vô lực là khi chúng ta ấn đè vào thì không thấy phản lực trên đầu ngón tay của chúng ta, thì được gọi là vô lực. Rồi như vậy thì chúng ta sẽ đi kỹ hơn về vị trí bảo bắt mạch ha. Thì mạch nó có nhiều vị trí để bắt lắm các bạn, chính xác là nó tới 64 cái bộ mạch trên cơ thể, tức là 64 vị trí rồi để chẩn đoán nha. Nhưng thường này dùng người ta dùng gọi là mạch thốn khẩu là ở tại cổ tay. Rồi cổ tay ở phía mạch quay. Rồi cách bắt như thế nào? Chúng ta thấy trên vị trí cổ tay nó có lần lượt ba cái chấm ha, thì lần lượt mà gần ngón cái nhất là sẽ phải là ngón trỏ, ngón giữa và ngón keo nhẫn. Để này, ngón một, ngón hai, ngón ba, ngón bốn. Rồi mình quan sát cái việc đại phu bắt mạch hay cái thầy thuốc bắt mạch đó, mình có thể biết được người ta bắt mạch đúng hay là sai. Tại vì sao? Bắt mạch đúng á, lúc nào cái ngón trỏ cũng phải là về phía ngón cái nha mấy bạn, chứ không thể là bắt ngược lại. Như vậy mình thấy mà cái ngón số 4 mà để gần ngón cái như vậy là bắt sai. Và khi người ta bắt sai thì người ta không thể chẩn đoán đúng được đâu. Và mình nhìn cái cách bắt người ta là mình có biết hay là thầy thiệt hay là thầy dởm rồi. Thứ hai nữa là tại vì người ta đã quy ước rồi, ví dụ như cái đó với cái ngón đó, vị trí đó thì nó là mặt của gì, của phế hay là của tâm đó, thì người ta để đúng ngón này người ta mới chẩn đoán đúng nha. Rồi tiếp theo về mạch phù trầm thì nãy mình nói đó, mạch phù là mạch ở trên, mạch trầm là mạch ở dưới sát xương. Thì khi thế nào mình bắt được mạch phù là khi mình vừa để tay lên, vừa để tay chạm vô cái mạch đó mình thấy được mạch nảy rồi, vừa để lên là thấy, thì gọi là mạch phù. Như vậy thì mạch phù là mạch bệnh, nhưng mà bệnh ở ngoài biểu mới mắc thì nó mới có mạch phù. Rồi tiếp theo khi mà mình đè sát xương mình mới thấy được mạch thì gọi là mạch trầm. Như vậy thì hai cái phạm trù này khác nhau ha. Và mạch trầm là mạch đẻ bệnh nó vào bên trong, gọi là bệnh lý. Tiếp theo mình sẽ có tốc độ mạch.
Thì hồi xưa người ta dùng cái hơi thở để người ta đo cái tốc độ của mạch, chứ người ta không có đồng hồ như chúng ta bây giờ. Thì một cái hít vô thở ra như vậy nè thì sẽ có 4 lần nhịp đập nha. Thì trong vòng 16 cái hơi thở này thì người ta coi là vô thở ra như vậy. Ví dụ như là thở nhanh, nhanh đi mạch nhanh thì chỉ hít vô thở ra chứ có nhiều hơn 4, thì cái tần số mạch đó nó sẽ là mạch sát, rồi nhỏ hơn thì là mạch trì. Và nếu bây giờ mấy bạn đo mà có đồng hồ thì mạch sát là mạch sẽ trên 90 lần một phút, còn mạch trì là dưới 60 lần một phút. Rồi nó chỉ quan tâm tới cái tốc độ mạch thôi. Tiếp theo là mạch vô lực và hữu lực. Như vậy thì mạch hư chứng là mạch vô lực, mạch hữu lực là mạch của thực chứng. Hư chứng là nãy mình có nói đó là cái một cái bệnh lâu ngày rồi, mắt thì cái cơ thể không còn, cái chính khí không còn, thì mạch mình bắt được nó rỗng, nó không có áp lực lên trên cái đầu ngón tay của mình, thành ra mình gọi là mạch hư. Và đó là mạch vô lực ha, giống như mình đè, mình có cố gắng mình đè xuống sát xương đi mình cũng không thấy một cái phản lực nào trên đầu ngón tay nữa thì vẫn là mạch vô lực ha. Rồi mạch hữu lực là gì? Mấy bạn đè vô mạch nảy mạnh và áp lực lên đầu ngón tay rất là mạnh mẽ thì đó gọi là mạch hữu lực hay gọi là mạch thực. Rồi như vậy sau khi mình chẩn đoán như vậy đó thì mình sẽ có vị trí bệnh lý của bệnh, mình hỏi về cái gọi là bát cương, rồi về hàn nhiệt mình cũng hỏi về cái nào là hàn hay là nhiệt ha, rồi cuối cùng là hư hay thực. Bây giờ mình sẽ quan tâm là biểu là gì. Biểu là bệnh ở ngoài nông và triệu chứng phải có là phát sốt, sờ lạnh, mạch bắt được là mạch phù, riêu lưỡi mỏng, đeo. Có thể là có những triệu chứng khởi báo ví dụ như là đau đầu, cứng cổ, gáy, nghẹt mũi, ho. Rồi bệnh ở lý là bệnh ở bên trong, bệnh ở bên trong và phải có những cái triệu chứng rối loạn của cơ quan tạng phủ nha, thì thường sẽ có là sốt cao nè, mạch trầm, riêu lưỡi dày, rồi bắt đầu bệnh nhân có những cái tinh thần u ám, bứt rứt, khó chịu, rồi bệnh nhân có thể có khát nước và không muốn uống nước. Đây là những cái triệu chứng người ta gom vào, người ta gọi là này là lý chứng. Rồi tiếp theo bây giờ người ta hỏi hàn nhiệt, người ta coi sắc mặt này nọ đó thì người ta thấy rằng nếu mấy người mà có tính hàn thì người ta sẽ sợ lạnh, thích ấm, miệng nhạt không khát nước, mặt trắng, tay chân cũng lạnh, tiểu trong, và người ta có thể có đại tiện lỏng. Rồi mạch người ta bắt được là mạch trì, tức là mạch nhỏ hơn 60 lần phút, chất lưỡi nhợt, nêu trắng, sốt, thích mát, khát thì nó lại nằm ở trong của nhiệt chứng. Và bệnh nhân này có thể là mặt đỏ, chân tay nóng, tiểu ít, đại tiện táo. Rồi mạch sát và chất lưỡi đỏ, rêu vàng khô. Rồi hư chứng là tình trạng là nãy mình nói đó, là tình trạng là bệnh mắc lâu ngày rồi, chính khí suy giảm, thì lúc này triệu chứng của bệnh nhân sẽ phản ứng ra là bệnh nhân mệt mỏi, uể oải, yếu đuối, không có sức lực và có thể là tự ra mồ hôi. Bệnh nhân tự ra mồ hôi nãy mình gọi là tự hạn ha. Và bệnh nhân sẽ thị ngán là xuất xoa ấn. Rồi tiếng nói của bệnh nhân là tiếng nói nhỏ, thở ngắn và hụt hơi, tức là cái phần khí của bệnh nhân đã suy giảm rồi. Rồi mạch của chúng ta bắt được là mạch vô lực, chất lưỡi của chúng ta sẽ là lưỡi bệu nhọt. Rồi thực chứng là cơ thể vẫn còn sức đề kháng với bệnh tật ha, là người này mà bệnh mới mắc nè và sức còn nè, thành ra cái phản ứng của người này vẫn còn mạnh mẽ. Ví dụ như là bệnh nhân đau thì sẽ là đau dữ dội, vật vã, rồi đau mà mình sờ ấn vô sẽ là cự án, là đau nhưng không thích xoa ấn, tiếng nói còn mạnh, hơi thở thô. Rồi mạch chúng ta bắt được là mạch hữu lực, chất lưỡi là thường là chất lưỡi thon hoặc là chất lưỡi bình thường ha, không có bị bệu nha. Rồi sau khi mà họ tổng hợp như vậy họ sẽ ra được là hội chứng này là một, người ta xác định là biểu hay là lý, rồi hư hay là thực, hàn hay là nhiệt. Ok chưa? Và đến đây thì mấy bạn có hỏi gì không về cái vấn đề chẩn đoán và đưa về hội chứng? Có hỏi gì không nè?
Bây giờ nếu mấy bạn không hỏi cô có một cái bài tập cho mấy bạn, thì làm sao để gửi gửi link cho mấy bạn đây? Thôi bây giờ cô sẽ mở cái clip cho mấy bạn. Câu hỏi là mấy bạn sẽ cho cô quan sát ha, mấy bạn sẽ nhìn nè. Rồi trong cái clip đó là người bác sĩ đó có hỏi bệnh luôn. Mấy bạn hãy chẩn đoán cho cô. Thứ nhất, bệnh này là bệnh thuộc biểu hay là lý? Hai, hèn hay là nhiệt? Ba, hư hay là thực? Rồi. Dạ cô ơi, lớp đi rồi cô tắt mất rồi. Ok. Giờ nói lại nè, bây giờ cô sẽ cho mấy bạn coi một cái clip. Còn muốn mà coi cái clip kỹ á, thì bây giờ nhắn Zalo cho cô, thì cô sẽ gửi cái link qua, gửi cái clip qua. Thứ hai là cô trong cái sau khi coi cái clip đó, yêu cầu mấy bạn cho cô chẩn đoán bệnh này là thuộc biểu hay là lý, hèn hay là nhiệt, hư hay là thực. Đó. Rồi, giải thích. Cho mấy bạn 10 phút để xem ha. Bây giờ cô sẽ mở clip. Không thôi thì nhắn Zalo cho cô đi để cô gửi clip cho mấy bạn xem. Hello. Rồi, cô nhận được Hương Bùi. Nè, Facebook cũng được luôn. Thương Bùi là em là ITIV. IQ hả? Dạ Sorry. IR cô. Nhầm nhầm. Rồi, để cô gửi. Không có Zalo hẹn. Rồi cô đã gửi cho bạn Trương Bảo rồi, bây giờ cô gửi cho Thương Bùi. Em nhắn Thương Bùi, em nhắn Zalo đi.
Rồi. Bây giờ là đã hai lớp là có cái video đó rồi. Bây giờ mấy bạn hãy xem video rồi ghi nốt cho giấy ha. Sau đó cô sẽ gửi một cái Google Form cho mấy bạn điền vào. Và để chúng ta sau cái đó chúng ta sẽ phân tích cái chúng ta thu nhận được, cũng như là chúng ta xem coi cái nhận định của chúng ta về chẩn đoán hay học cổ truyền đó đúng chưa. Cô sẽ sửa cho mấy bạn luôn nha. Rồi. Nói thêm về cái hoàn cảnh khởi phát của bệnh nhân này là bị liệt chi 7 ngoại bi ha. Thì khởi phát sao bệnh nhân đi đi lạnh về, đi trời mưa về và sau 3 ngày. Rồi bệnh nhân 3 4 ngày rồi bệnh nhân mới đi vào bệnh đi khám tư, sau đó bệnh nhân mới vào bệnh viện y học cổ truyền tỉnh Long An. Đó, thì lúc cái khám này là bệnh nhân được cũng chừng 10 mười mấy ngày rồi. Và cô người bác sĩ này sẽ khai thác những cái triệu chứng theo con mắt của học cổ truyền ha, và mấy bạn sẽ coi, mấy bạn coi lưỡi luôn nha, chúng ta sẽ phân tích lưỡi luôn rồi vậy ha. Mấy bạn đã nắm được cái câu hỏi rồi nha. Là nghe có gì không em? Dạ cô, cái clip coi được hơn 1 phút là nó bị ngưng à cô? Ngộ vậy. Để cô kiểm tra lại nha, mấy bạn đợi xíu. Sao kỳ vậy? Nè, nó có. Ủa mà mấy cái clip này là nó tới 8 như mấy lần. Sao sao mà Cũng coi nó vẫn bình thường á mấy bạn, coi cái đường truyền của em xem sao. cơm nó động. Các bạn còn lại có bị gì không? Dạ không cô ơi. Tức là vẫn coi được hả, hay là không, là không bị? Dạ vẫn coi được, không có bị gì hết. Ok, chị em refresh lại đi với bạn. Bạn nào gặp vấn đề á, em tắt em khóa ra em vào lại xem.
Mình là lớp QR đúng không? Rồi xong chưa mấy bạn? Giờ cô gửi mấy bạn cái link Google Form nha. Điền vào nha. Bạn vô thử xem cho có phản hồi cái link đó ok không, có bị chặn quyền gì không thì để còn chỉnh kịp. Link vô được mấy bạn, link Google Form á. Dạ vô được cô ơi. Được cô. Ok rồi mấy bạn nhập câu trả lời vào nha.
Về cho mấy bạn hơn 5 phút nữa nha, khoảng 8 giờ 5 nha. Rồi cô bắt đầu sửa bài và kết thúc không nhận kết quả từ Google Form nữa. Hiện giờ thì mới nhận được có 6 cái câu trả lời thôi. Thì khi mà mấy bạn làm, mấy bạn cũng có thể sửa được ha. Mà cũng đừng lo lắng quá là nó sẽ là kết quả chấm điểm gì hết ha. Thì mình chỉ làm với cái tinh thần là mình nhận định cái vấn đề đó và mình sẽ cùng nhau phân tích thôi. Rồi, nhưng mà ít nhất cũng phải biết mấy bạn suy nghĩ như thế nào để phân tích với nhau, chứ không phải là cô nói ngồi nó thao thao bất tuyệt ha. Rồi mình cho mấy bạn thêm 5 phút nữa nha.
Rồi, hết giờ rồi mấy bạn ơi. Giờ mình sẽ xem một số câu trả lời coi. Thì nó ghi nhận là 125 câu trả lời ha. Rồi cảm ơn mấy bạn đã hỗ trợ về rồi bệnh này à, một số bạn lại cho đây là lý chứng và này là hư chứng. Bệnh này thì mấy bạn đa số đều cho là bệnh hèn chứng, rồi một số lại cho là nhiệt chứng ha. Thì mình xem là có ví dụ như ta nói lý chứng là vì sao, lý là vì có rêu mỏng đau đầu cứng gáy. Ủa không phải lý, rồi xin lỗi nữa, rồi lý chứng là do bệnh nhân có biểu hiện ở kinh lạc, âm dương khí huyết khuy tổn, bệnh nhân không sợ lạnh, lưỡi đỏ là thuộc tính lý chứng. Bạn nhận định là như vậy. Tiếp theo, một số thì cho rằng là đây là biểu chứng vì nhất là do mới khởi phát bệnh, nó rêu đuổi trắng mỏng, rồi bệnh nhân có cứng gáy, có đau đầu cứng gáy, rồi bệnh nhân có một số là chẩn đoán là hư chứng là vì do bệnh nhân chính khí bất túc, mạch lạc trống rỗng. Ủa sao dùng được những cái từ hay ho này vậy? Sao mấy bạn có được mạch lạc trống rỗng là mở mặt ra bệnh nhân vài ngày trước có biểu hiện đau cổ, đau đầu, đau mình, rồi khí huyết khuy hư, phong tà thừa cơ xâm tập làm cho kinh lạc. Wow, hay quá, nói chuyện như là một bạn chuyên khoa học cổ truyền luôn rồi đó. Thừa cơ xâm tập. Rồi bệnh nhân có kinh lạc vùng mặt trở trệ, cân mạch co rút và phát bệnh. Rồi sau đó bệnh nhân đột ngột mắt nhắm không kín, nước mắt chảy miệng mé, bệnh nhân có chất lưỡi mềm bệu. Rồi bệnh nhân này thì thường là một số là cho hàn, một số là cho nhiệt. Những bạn cho hàn đó là chuyện bệnh nhân nói là do cảm thấy ớn lạnh, rồi bệnh nhân có ngủ quạt gió cả đêm. Còn các bạn cho nhiệt chứng đó là do bệnh nhân là có thói quen thích uống nước lạnh, sắc mặt đỏ, lưỡi đỏ. Ok ha. Rồi bây giờ mình đã biết cái nhận định của mấy bạn rồi. Bây giờ mình sẽ phân tích bệnh nhân này. Rồi để cô chia sẻ clip. Sao chia sẻ không được ta? Nó cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi cái đường truyền chút xíu nha mấy bạn. Rồi bây giờ mấy bạn có thấy cái màn hình chia sẻ chưa? Lớp thấy chưa lớp ơi? Dạ y quy chưa thấy màn hình chị. Rồi giờ thấy chưa? À, dạ thấy rồi. Rồi giờ bắt đầu trình chiếu nè.
Rồi bây giờ mình nhìn, đầu tiên mình nhìn đi, nhìn hình dáng ông này á, là ổng sao ta, ổng không có bị mập quá, cũng không có quá ốm nha. Và mình nhìn thấy cái sự rắn rỏi mạnh khỏe của ông này á, rồi săn chắc nữa, có ha. Nhưng mà cái ấn tượng với chúng ta là thấy cái sắc của ổng hơi đỏ ha mấy bạn, đồng ý, sắc đỏ, tổng khuôn mặt là sắc đỏ. Rồi nhưng mà thêm một cái ý nữa là bệnh nhân này nè, bệnh nhân này lại có cái quay clip này nó lại hơi bị không có được trung thực, là vì mình thằng quay vào buổi tối, thành ra cái ảnh hưởng của ánh sáng ban đêm ha. Rồi giờ mình thấy người ta nói chuyện, mình thấy nói chuyện à, cái đoạn nói chuyện rồi nằm xuống cũng rất là mạnh mẽ ha, da thịt là nhìn thấy săn chắc ha. Rồi hỏi gì trả lời đó, bây giờ mình nhờ coi tới cái lưỡi nào. Rồi cái lưỡi của chú mấy bạn thấy như sao? Thứ nhất là về màu sắc là nó hơi nhạt đúng không, hơi nhạt, hơi bịu, hơi bịu thôi nha, chứ chưa có những cái sự quá bịu hay là nơi trễ. Rồi chúng ta thấy gì ở đây, chúng ta thấy cái mấy bạn thấy góc bên phía tay phải của bệnh nhân, cái góc lưỡi ở phía trong á, lại là rêu màu trắng dày nha. Ở bên đây á, là nó hồng rồi, nó ít rêu, rêu mỏng rồi. Rồi mình sẽ ghi nhận gì mình rêu trắng dày cụ thể là ở vị trí nào luôn. Rồi rồi mình nhìn đồ ướt là nó nhuận vừa, tức là nó không có khô cũng không có quá ướt ha, rêu nó là rêu, rêu dày ở cái phía bên phải. Rồi đối với chất lưỡi thì người này á, chất của người này hơi bịu thôi chứ chưa có bệ, và bệnh sắc của cái lưỡi này nè, nó màu hơi nhạt, nó không phải là màu hồng tươi mà hồng nhạt, cũng chưa có tối hay tím ha. Rồi mà mấy bạn phải nhớ là cái mình nhìn cái hình này là nó có bị ảnh hưởng bởi cái ánh sáng của đèn điện đồ ban đêm nha. Rồi mình nhìn kỹ luôn ha, rõ ràng là nó cũng hơi khô, nó không có được nhuận lắm, nhưng mà cái góc lưỡi nó lại là rêu dày nha, mà sắc nó hơi nhợt đúng không. Rồi có nó bị, mấy bạn thấy nó hơi đen đó, là cái bóng cái người bác sĩ đó, lúc mà họ họ tập trung họ quay đó, thì cái bóng cái điện thoại nó che luôn cái một cái lưỡi. Nhìn này là mình thấy gì, nó hơi nhạt thôi, và màu sắc của nó chuyển hơi hơi nhạt hơn cái lưỡi đẹp bình thường, và nó có cái rêu lưỡi dày thiên về màu trắng. Rồi lúc đó là chú đi à, không có được đâu, anh đi xuống dân tộc rồi gì mình đó nghe cái đoạn này. Lúc chú qua bên Dạng An á là cho chú uống thuốc, chú có biết thuốc gì không, biết rồi. chỉ cho uống thuốc thôi mà không chích thuốc. Rồi lúc đó là chú đi đâu, chú đi bệnh viện nào? Đầu tiên á thì không biết bệnh viện này nha, đây mà nay tôi lừa được. Rồi giờ chú nhắm mắt lại. Uống nước lạnh hay nước nóng? Anh sắp kéo lạnh không? Uống nước lạnh. Tại nhà. Chú hồi xưa giờ là vậy hả? Rồi mấy bạn bây giờ mình sẽ nói gì về nãy có người bệnh nhân nó có nói về là người ta cũng khởi phát không có gì đặc biệt, nhưng mà trước đó mấy ngày là người ta có bị đeo cứng cổ gáy ha, thì đây là các triệu chứng đặc trưng của bệnh tại biểu đó mấy bạn, nó được dự đoán và được báo hiệu khi mà có ngoại tà xâm tập, thì cái phản ứng của nó sẽ là các cái vùng mà phía trên của cơ thể và mặt ngoài cơ thể, và đặc biệt là phần cổ gáy là kinh dương minh, kinh dương nó nhiều thì nó sẽ phản ứng lại trước tiên, và nó sẽ giống như mấy bạn thấy trước khi mình bị cảm mình sẽ bị đau hai cái bên cạnh cái bả vai nè, đó là cái phản ứng đầu tiên và thường nó là biểu chứng. Rồi cái đoạn này cái cô này hỏi về vấn hàn nhiệt đó, và cô hỏi là ở chú là thích uống nước máy nước ấm gì đó, nhưng mà ông trả lời ông thích uống nước lạnh. Rồi cô đó mới hỏi thêm là à nước lạnh này là cách thói quen của chú hay là sao, thì ông nói ừ thói quen đó vợ tôi á. Điều này có nghĩa là gì, có nghĩa là cái lạnh này sẽ không có đủ để giá trị chẩn đoán, tại vì lạnh mà trong cái bệnh đó là phải là thay đổi tất cả thói quen của ổng luôn. Ví dụ như giờ đó ổng ổng lạnh đó, nhưng mà khi bệnh xong là ổng phải đổi ấm,
gì đó, hoặc là hồi đó giờ uống uống thiên về cái đó, nhưng mà dạo gần đây uống nước lạnh nhưng mà uống ít lại, không uống nhiều thì mới có giá trị ha. Tại vì nhà buôn bán bị bệnh bây giờ chú có thay đổi sở thích không? Ngày bệnh không uống đá Đó uống rồi ổng mới nói là cái nghề của ổng buôn bán, nhưng mà thành ra là ổng uống đá quen, nhưng mà gần ổng già ổng bệnh ổng lại uống nước ấm. Cái này mình mới ghi nhận nè, tức là thích uống nước ấm, và cái giá trị của thích uống nước ấm này chú thiên về hàn ha. khi nào mà thí dụ như đường nó hoàn thành đấy em thì đêm lại thắng lạnh, còn như không đại đêm có Trước đó là chú có bị đau tai không? sao Rồi, cô này khám tai. Khám tai thêm. không Rồi, cô này bắt mạch. Đây, các bạn sẽ thấy là cái ngón tay hay ngón tay trỏ thì để rồi phía ngón cái, ngón giữa, rồi mới tới là ngón ngón đeo nhẫn ha. Thì như vậy mới gọi là bắt một cái mạch đúng. Rồi, cái ngón giữa là phải để những cái ngang với mõm trong quay luôn. Thì ứng với này gọi là cái gọi là thốn khẩu. Rồi, thì bắt như vậy nè mới là đúng ha. Còn nếu mà bắt ngược lại mà cái ngón mà ngón này, ngón ngón ba, ngón bốn này nè mà nằm ngay cái gần cổ tay là sai rồi ha mấy bạn. Thì cô này mới bắt. Và cô ghi nhận. Ở trong bệnh án thì tôi có đọc được á, cổ ghi nhận là bệnh nhân này là mặt phù ha, mặt phù hòa hoãn, tức là nó không nhanh quá không chậm quá. Các bạn thấy là cô đang dùng lực vào ngón ngón áp út để cô coi xem cái thay đổi đó đó là một cái của tạng phủ nào ha. Rồi giờ mình sẽ tạm dừng, quay lại với câu chuyện của chúng ta. Như vậy á, cái đáp án cho mấy bạn là gì? Thứ nhất, thật sự cái đáp án của người này là cái người này bệnh mới mắc đồng ý luôn, nhưng bệnh người này là có một cái bệnh cảnh là nền nữa. Mấy bạn coi kỹ trong cái hỏi bệnh đó, thì người này là có một cái nền là bị đái tháo đường tiếp 2, và người này có tăng huyết áp nữa, thành ra người này đã có một cái nội thương tích tổn rồi, chứ không phải chỉ có cái bệnh liệt bẩy ngoại biên này do lạnh đâu. Rồi tiếp theo á, cái nội thương này nè và cái mới mắc này nè, nó có hai xu hướng khác nhau. Đó là lý do tại sao có chúng ta có nhận định à bệnh này á, là có người này cái sắc người này lại đỏ, nhưng mà khi mà mình hỏi á thì người này lại sợ lạnh đó, rồi nó lại mâu thuẫn. Rồi thêm ví dụ giờ mình nói cái sắc đỏ đi, nhưng mà cái lưỡi của người ta lúc mà mình kêu mở miệng ra mình khám lại là cái lưỡi nhạt và có rêu trắng. Rồi khai thác bệnh sử thì người ta lại là tiếp xúc với hàn, tức là tiếp xúc với mưa gió lạnh, mà tại sao người ta lại có cái sắc đỏ đó? Thì câu trả lời là như vậy: người này bản thân người ta đã nội thương tích tổn, cái nội thương của người ta lại là thiên nhiệt, nhưng gần đây người ta mới mắc cái ngoại hàn, tức là cái ngoại tà đó xâm tập vô lại là cái thiên hàn. Và nếu như trong lúc bón chẩu mình hỏi kỹ, tức là mình sẽ hỏi rằng là cái triệu chứng của hàn này là gần đây và nó rạch ròi với cái triệu chứng của nhiệt đó giờ của người ta, thì mình sẽ có được một cái chẩn đoán chính xác hơn. Còn nếu mà mình chỉ cắt ngang cái liệt bẩy ngoại biên này ra mình phân tích đó, thì người này sẽ chỉ đơn thuần là biểu thực hàn thôi, tại vì biểu chứng là bệnh ở ngoài kinh lạc ha, bệnh không có rối loạn chức năng tạng phủ, bệnh có mạch phù, bệnh này có cái những cái dấu chứng mà ví dụ như là đau cổ gáy, người này cũng còn khỏe này nọ đó, là bệnh đầy đủ các triệu chứng của tài biểu. Rồi tiếp theo là thực chứng là người này còn còn khỏe nè, tiếng nói rõ nè ha, mạch của người, gọi là cái vận động này nọ người ta cũng là vẫn còn rất là ok ha, không có mệt mỏi uể oải. Và cuối cùng là hàn chứng là người ta có cái sắc mình không tính nha, tại mình nói là nó là một cái quá trình lâu dài của một cái bệnh nền khác rồi. Thì chúng ta lại có lưỡi nhạt nè, rêu lưỡi trắng dày nha, hoàn cảnh khởi phát có liên quan tới yếu tố thời tiết, có liên quan tới hàn. Rồi tiếp theo bệnh nhân có về, nếu mà bạn nghe kỹ thì bạn sẽ thấy là có nhiều vấn đề liên quan tới hàn trong các bón chẩn lắm. Thì trong đó có nãy tôi có dừng lại cho mấy bạn nghe đó, là người ta có thay đổi cả thói quen luôn, và người ta chuyển từ người ta hay uống nước lạnh bây giờ chuyển sang uống ấm và uống lạnh ít lại đó, người ta bắt đầu sợ lạnh rồi đó.
Rồi, đó là những cái dấu chứng cơ bản ha, để mình chẩn đoán người này là biểu thực hèn. Rồi, bây giờ mình sẽ quay lại bài của mình ha. Thì sau khi mình chẩn đoán xong, mình sẽ tổng hợp hội chứng và mình sẽ bắt đầu đưa ra cái chẩn đoán và đưa ra pháp điều trị. Có ai hỏi gì thêm không? Cô không đồng ý với cái phần trình bày và ý kiến của cô không? Điều này có nghĩa là gì mấy bạn? Đối với học cổ truyền á, họ không có quan tâm tới tổn thương thực thể mà họ quan tâm tới triệu chứng hiện tại. Rồi người ta ra cái hội chứng. Tức nghĩa là sao? Ví dụ như một cái người mà đau thần kinh tọa hoặc là đau thoái hóa cột sống đi, mà cái triệu chứng của người ta vẫn là biểu chứng nè, vẫn còn bệnh. Tại vì đối với y học cổ truyền á, thì những cái phần cơ quan không nằm trong chức năng tạng phủ thì nó vẫn là biểu hết. Ví dụ như là quan tiết, các khớp, các gì đó đều gọi là biểu hết. Rồi nếu mà nó đau nhưng mà nó không có làm chức năng tạng phủ, không có mất ngủ, ù tai, không có gọi là rối loạn chu kỳ, rồi không có biến đổi cái cơ quan mà của tạng phủ mới quy định đó, thì không gọi là của lý. Thành ra là ngay cả mình có một cái triệu chứng của bệnh đau lưng nhưng mà do thoái hóa cột sống đi, thì vẫn có quyền chẩn đoán bát cương nó ra là lý hư, có lộn, biểu thực hèn, giống như một cái bệnh của liệt bản ngoại biên hoặc là một cái bệnh của cảm. Bạn bị cảm đi, người ta vẫn là biểu thực hèn. Có nghĩa là y học cổ truyền quan tâm tới chứng, triệu chứng, không quan tâm đến tổn thương thực thể. Cái đó là cái sự khác biệt lớn giữa cái y học cổ truyền và y học hiện đại của các bạn. Và ví dụ như mình nói là một cái mụn nhọt mà mọc ở trên trên tay đi, tuy nhiên nó là ở ngoài biểu đó, nhưng mà nếu nó bắt đầu có triệu chứng rối loạn chức năng tạng phủ, ví dụ nó đã nhiễm trùng huyết rồi, thì người ta gọi là bệnh á lý, không còn gọi là bệnh ở biểu như là cái vị trí của nó được. Rồi như vậy thì người ta sẽ phân ra cái chứng âm và chứng dương. Và chứng âm á, là những cái bệnh mà nó thuộc làm cho cơ thể lạnh đi, chứng dương làm cho cơ thể nhiệt lên. Rồi âm hư hay âm hư là hội chứng nội. Ví dụ mình sẽ có cái hội chứng, mấy bạn sẽ có âm và dương là hai phạm trù đối lập, nhưng mà trong cơ thể thì nó phải quân bình với nhau thì cơ thể đó mới khỏe mạnh. Thì âm hư là gì? Là cái phần âm nó bị mất đi, mình đang có phần âm phần dương hay phần âm bị mất đi, thì cái biểu hiện sẽ biểu hiện ra là phần dương trội hơn, và như vậy thì người này sẽ bị nóng lên bởi mất cân bằng giữa âm và dương. Và ngược lại, dương hư là sẽ biểu hiện ra lạnh đi bởi sự mất cân bằng âm dương ha. Thành ra cái thằng dương hư lại nằm trong cái trường hợp là lý hư hàn, âm hư là lý hư nhiệt. Tại vì sao? Này là hư chứng và lý chứng rồi, tại vì nó là trong cơ thể và nó mất cân bằng về âm dương rồi. Rồi trong bát cương thì nó có những cái gọi là mối quan hệ, rồi như hồi nãy mình chẩn đoán đó là biểu thực hèn. Rồi biểu thực hèn thì nó có sự lẫn lộn như bát cương. Ví dụ như biểu lý đồng bệnh, à cái biểu lý đồng bệnh này là cái gì? Là cái bệnh nhân hồi nãy của mình luôn đó, là vừa có nội thương tích tổn, vừa có ngoại nhân. Tức là biểu người ta đang bị một cái phong hàn tà xâm tập, nhưng mà bên trong người ta lại đang bị một cái mất mất cân bằng giữa rối loạn chức năng, rồi người ta đã có bị nhiệt, nội nhiệt rồi. Thì như vậy có nghĩa là bên ngoài người ta vừa bị bệnh mà bên trong người ta cũng bị bệnh nữa, thì người ta gọi là biểu lý đồng bệnh. Rồi trường hợp bán biểu bán lý là sao? Cái biểu bán lý là một cái bệnh cảnh nó nằm ở giữa ranh giới giữa biểu và lý luôn, tức là nó bắt đầu có sự chuyển đổi từ biểu chứng bệnh mới mắc rầm rộ và bắt đầu trở nặng và chuẩn bị vào bên trong tổn thương chức năng tạng phủ, thì được gọi là bán biểu bán lý. Rồi hèn nhiệt lẫn lộn là nó có những cái trường hợp, ví dụ như chúng ta có sốt rét chẳng hạn đi, thì lúc lại sốt lúc lại lạnh ha, là nó cũng là một gọi là hàn nhiệt lẫn lộn ha. Ví dụ như bệnh beo, liệt beo nãy của chúng ta hàn nhiệt lẫn lộn có luôn đó,
là tại vì sao rồi ta vẫn có một cái nhiệt trong cơ thể là nội nhiệt, bởi vì cái sắc của chúng ta thấy là màu đỏ đó, nhưng người ta lại bị một cái hàn mới vô nè, là vẫn có hàn có nhiệt trong bản thân đó, nhưng mà cái mốc thời gian nó khác nhau, chúng ta phải phân tích kỹ thì chúng ta sẽ ra được là cái nào là cái đó giờ và cái nào là cái mới bị kỳ này. Rồi hiện tượng chân giả, chân hàn giả nhiệt, rồi chân nhiệt giả hàn. Chân giả có nghĩa là bản thân tổn thương cái chức năng, ví dụ như mình nói là âm hư là tổn thương chức năng của phần âm, nhưng phần âm là phần làm cho cơ thể lạnh đi ha, nhưng biểu hiện ra lại là biểu hiện của phần nóng lên. Tại vì sao? Tại vì khi mà phần âm á, làm cho thể lạnh đi, nó giảm xuống, thì cái mất cân bằng này làm cho hàm dương này nè nó trội hơn, nó là biểu hiện ra lại là cái chức năng nhiệt ra, nhưng mà thật ra tổn thương lại là chân hàn, lại là phần âm bị tổn thương. Và ngược lại chân nhiệt giả hàn là trường hợp dương hư. Rồi phương pháp điều trị thì chữa bệnh đó, thì đối với học cổ truyền nó có những cái gọi là những cái phương pháp chính và nguyên tắc chính chữa bệnh, phải tìm gốc bệnh. Ví dụ như nãy mình có nói là chân hàn âm hư nè, giả nhiệt biểu hiện ra là nhiệt, nhưng mà cái gốc là gì? Gốc là phần âm có vấn đề, thì chúng ta phải giải quyết cái phần âm này, cái phần làm cho lạnh này. Chúng ta nuôi dưỡng lên, ta bổ thôi, bổ âm lên để cho nó cân bằng thì nó mới hết bệnh. Còn nếu như chúng ta nói rằng là bây giờ âm dương đang mất cân bằng, phần âm đi mất đi, mà chúng ta nói rằng là biểu hiện là nhiệt, giờ tôi phải dùng cái thuốc làm cho mát đi, nhiệt, thì lúc đó tôi cho thuốc thanh nhiệt vô, nó sẽ tác động như phần dương, nó làm mất luôn phần dương của mấy bạn luôn, lúc đó vẫn cân bằng đó nhưng mà thiếu hụt tất cả hai phần âm dương luôn, bệnh này nó sẽ nặng hơn nữa đó. Thì chúng ta tìm cái gốc để trị. Rồi một số vấn đề á, thì sẽ ưu tiên trị gốc hoặc là ưu tiên trị ngọn. Rồi ví dụ như cái bệnh nhân liệt bao nãy giờ chúng ta phân tích đó, thì các bạn ưu tiên cái nào? Cái ưu tiên cái người ta mới mắc nè, cái hàn chứng nè, tại vì nó mới nè, nó còn ngoài biểu nè, và sao chính khí người ta còn tốt thì mình giải quyết cái hàn đi. Còn cái nhiệt của người ta là nội thương tích tổn, người ta đã bị nhiệt chứng mà bản thân lâu rồi, thành ra cái quá trình điều trị nó cần phải lâu dài và phải bổ cái phần làm cho lạnh lên, tức là phần bổ âm đó mạnh lên để nó cân bằng cái hàn nhiệt trong nội nhân của bệnh nhân này. Thành ra là cái gì, mình sẽ giải quyết cái beo liệt beo này, hàn chứng này trước, cái nhiệt chứng của cái vấn đề đái tháo đường của bệnh nhân mình giải quyết sau. Rồi cái pháp trị tiếp theo là bổ hư tả thực, có nghĩa là gì? Khi mà bệnh mà bị hư chứng lâu ngày rồi thì chúng ta phải bổ đó, giống như nãy mình nói mất cân bằng nội nhân của bệnh nhân đó, là nó hư thiên hướng nhiệt rồi đó, nhưng mà là do cái phần làm cho mát của bệnh nhân bị tổn thương lâu ngày, ta phải bổ cái phần đó lại thì cái phần đó nó mới quân bình, mới làm cho bệnh nhân hết nhiệt được. Rồi tả thực là sao? Ví dụ thực chứng mình đang là biểu thực hàn thì mình phải tả cái hàn đó ra, tả là mình dập tắt nó, làm cho nó mạnh mẽ đuổi nó ra liền, thì mình sẽ tả hàn, đúng không? Tả cái hàn của bệnh nhân ra để giải quyết cái nó liền, tại vì nó vẫn còn ngoài biểu, vẫn là thực chứng thì mình giải quyết trước. Và chính trị và phản trị, chính trị là điều trị chính trực tiếp vào nó, phản trị là điều trị cái đó ngược với nó. Rồi giống như mình đang nói là mình đang người này đang nhiệt đó, nhưng mà nội nhiệt cuối cùng tôi lại không trị cái nhiệt đó, mà tôi lại đi nuôi dưỡng cái phần làm cho mát lên. À, nhức đầu hả mấy bạn? Rồi sau khi tôi xác định được các vấn đề về bát cương, sau đó tôi suy ra các phương pháp điều trị, thì bát pháp sẽ là các phương pháp điều trị hồi nãy có nói đó, hẳn là làm cho ra mồ hôi, thổ, hạ đó. Đây là những cái phương pháp, bốn phương pháp đầu đó, chúng ta sẽ thấy là nó thiên về thực chứng và pháp của nó thường là tả, dùng để làm cho xuất ra, tống nó ra, giải quyết nó liền ha. Rồi ôm là ôm ấm ha, thanh là thanh nhiệt ha. Rồi cái phương pháp này là bắt đầu người ta bắt đầu trị những cái bệnh là hư chứng rồi, nhưng mà nó ở bên trong. Tiếp theo là người ta dùng tiêu và bổ. Tiêu ở đây là tiêu, dùng tiêu độc làm cho nó biến mất luôn á, bổ là dùng nuôi dưỡng nó ha. Rồi đó là hết bài rồi đó, các bạn có hỏi gì không, các bạn có hiểu được vấn đề không? Thì chúng ta sẽ thứ nhất là tổng kết lại, chúng ta có
vọng, văn, vấn, thiết. Đây là tứ chẩn, bốn cái phương pháp để chẩn đoán trong y học cổ truyền. Và trong học cổ truyền nó sẽ đặc biệt hơn những cái phương pháp khác ở chỗ là gì? Vọng nó không nhìn chim chung không, mà nó có một cái phương pháp là thiệt chẩn, nhìn lưỡi. Hai là nghe, ngửi thì ngoài nghe ngửi thì nó lại có không có cơ quan bệnh lý nữa, mà là nghe cái hơi nói chuyện của người ta, cái hơi thở của người ta ha, để đánh giá các phần khí. Rồi hỏi thì nó lại tập trung em hỏi cái gì, hỏi hàn nhiệt, hỏi mồ hôi, hỏi về ăn uống và hỏi giấc ngủ. Những cái đó nó lại quan trọng đối với học cổ truyền. Và cuối cùng sờ, tôi không chỉ sờ cái cơ quan bị bệnh không mà tôi còn sờ thêm bắt mạch nữa, thì đó là những cái chính. Tiếp theo sau khi tôi chẩn đoán xong thì tôi sẽ có hội chứng. Thì cái hội chứng đó tôi phải phân biệt được, à cái này là biểu hay là lý, rồi cái này là hư hay là thực, và cuối cùng là hàn hay là nhiệt. Đó thì khi mà chúng ta xác định một cái con đường chính xác rồi, đã hàn thì không nhiệt thì ta trị thôi ha. Còn mấy bạn mà lưng lửng không biết này hàn hay nhiệt hay gì đó, và hoặc trường hợp mấy bạn như nãy tạp bệnh rất là nhiều bệnh chồng lên nhau, thì phải xác định được là cái bệnh mới mắc này thật sự là hàn hay nhiệt, và cái bệnh nền này nè là thật sự là hàn hay nhiệt. Bây giờ tôi quyết định tôi trị cái gì, tôi trị cái mới mắc này, và sau hết mới mắc thì tôi bắt đầu chuyển cái bệnh mạn tính hay sao đó, mình phải phân tích ra và quyết định điều trị. Thì sau khi mình xác định được rồi cái bệnh liệt bao nãy, cái kết quả của chúng ta sẽ có là gì? Biểu thực hèn cho nền lý hư nhiệt, đó là cái đáp án đó nha mấy bạn. Còn cái nếu mà cô hỏi không về liệt bao thì nó sẽ là biểu thực hèn. Rồi cuối cùng phương pháp điều trị, thì cái bệnh này như tôi thì tôi sẽ quyết định là tôi trị cái liệt bao trước, tôi sẽ giải quyết cái vấn đề hèn của bệnh nhân trước, sau đó tôi sẽ ôn bổ phần âm cho bệnh nhân để bệnh nhân cảm thấy thoải mái hơn, và tôi sẽ điều trị những cái triệu chứng khác. Rồi như vậy thì cái phương pháp điều trị tôi sẽ lựa chọn là, ví dụ tôi sẽ lựa chọn là tôi sẽ phát hãn nè, tôi giải cảm nè, rồi tôi làm cho ôm ấm, là tôi sẽ chọn pháp pháp hãn và pháp ôm. Và sau đó tôi sẽ chọn pháp bổ để tôi giải quyết cái nội nhân của bệnh nhân, cái làm mất cân bằng cho bệnh nhân của phần âm của bệnh nhân. Bởi vì bệnh nhân tôi đánh giá là bệnh nhân có thể là thiên nhiệt và bị tổn thương phần âm. Đó, đó là cái phương pháp và cái chẩn đoán và điều trị của tôi ha, đối với bệnh nhân cụ thể, bệnh nhân liệt bao này. Rồi, nếu bạn không có hỏi gì thêm thì chúng ta có thể dừng lại tại đây. Có ai hỏi gì không mấy em? Alo. Câu hỏi dành cho giảng viên. Tạm thời là không có. Điều trị ở bệnh nhân này là gì? Thời gian và liệu trình. Cái này là cô không có dạy trong bài này, tại vì á, cái bài mà liệt bao này nè, nó sẽ có nằm trong các bệnh khác điều trị bằng học cổ truyền ha, thì nó có cái nói về điều trị bệnh này luôn em. Như mình chúng ta sẽ tập trung phân tích cái chẩn đoán về các phương pháp chẩn đoán học cổ truyền thôi. Rồi thì thấy có một số câu hỏi như vậy thôi, đa số là không có thấy các bạn hỏi. Rồi alo, không ai hỏi mình nghỉ vậy cả lớp, đồng ý không? Dạ đồng ý ạ. Rồi không đồng ý cũng im luôn, không biết luôn. Rồi cần thì cô sẽ cho mấy bạn PPT ha. Rồi cảm ơn cả lớp nha, chúc mọi người ngủ ngon nha. Dạ cảm ơn cô ạ. cô. Rồi, các bạn.